Người đàn ông này chính là một mật vụ cấp cao, đang làm việc cho Cục Tình báo An ninh Quốc gia. Với khả năng thiện xạ bách phát bách chúng cùng thân thủ phi phàm của mình, thì anh đây chả ngán bất kỳ nhiệm vụ nào mà cấp trên giao phó. Anh có một người vợ cực kỳ xinh đẹp, nấu ăn cực kỳ ngon, nhưng không ai hay biết cô chính là một sát thủ khét tiếng. Từ nhỏ đã được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt và tuyển chọn cực kỳ gay gắt. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người họ đối đầu trực tiếp với nhau, và tính mạng của cả gia đình họ sẽ như thế nào? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Do-hun là một đặc vụ sát thủ của Nice, nhưng anh luôn giấu giếm vợ mình là Yoo-ja về công việc của mình. Do tính đặc thù của công việc, Do-hun thường bỏ lỡ ngày kỷ niệm của hai người. Điều này khiến Yoo-ja rất tức giận. May thay, Do-hun có một đứa con gái rất đáng yêu tên Min-seo. Cô bé ở giữa đảm nhận vai trò hòa giải giúp cha mẹ hàn gắn lại tình cảm, nhưng lại ít thành công. Để dạy cho Do-hun một bài học, Yoo-ja bỏ nhà đi du lịch nước ngoài. Hôm nay là ngày cô trở về, Do-hun mang theo hoa tươi đi đón cô. Trên đường đi, anh gọi điện cho bố mình, Gung-su, bảo ông giúp dọn dẹp nhà cửa. Gung-su gọi con trai út và con dâu tới phụ giúp. Vừa bước vào trong nhà thì choáng ngợp trước cảnh bừa bộn, khắp nhà đều đầy rác, quần áo và đồ chơi vứt lung tung khắp nơi. Mấy người họ nhìn mà cảm thấy đầu sắp nổ tung, nhưng vì hạnh phúc của con trai, Gung-su vẫn ra lệnh hai người bắt đầu làm việc. Bên khác, Do-hun đón Yoo-ja, vợ anh mặt mũi tối sầm không nói một lời nào với Do-hun. Để giảm bớt bối rối, Do-hun bắt đầu chủ động tìm chủ đề. Yoo-ja vẫn không nói một lời nào, còn Do-hun vẫn lảm nhảm. Yoo-ja đi thẳng vào vấn đề, cô muốn gặp bộ trưởng Âu, cái tên đã phá hoại hòa khí gia đình của cô. Bộ trưởng Âu cũng là cấp trên của Do-hun, mỗi lần Do-hun bỏ lỡ ngày kỷ niệm đều lấy cô ấy làm bia đỡ đạn. Do-hun bắt đầu nảy số, nói bộ trưởng Âu đang du lịch ở bên kia trái đất rồi. Yoo-ja vừa nghe thì bảo anh dừng xe lại bên vệ đường, còn mình tự lái xe rời đi, vứt Do-hun lại đó. Yoo-ja đến trường học đón con gái tan học. Do-hun trở về nhà trước, đón hai mẹ con. Không ngờ, sau khi Yoo-ja nhìn thấy anh thì giẫm ga phóng nhanh rời đi. Để làm dịu mối quan hệ, Do-hun đến tiệm bánh mua bánh dâu mà Yoo-ja thích ăn nhất. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì đụng phải khách hàng. Thế là chiếc bánh cuối cùng cũng chỉ còn cái nịt. Bất đắc dĩ, anh đành đổi sang đồ ăn khác, mang gà rán về nhà. Yoo-ja vẫn không để ý đến anh, trừ phi Do-hun sắp xếp cuộc hẹn với bộ trưởng Âu cho mình. Do-hun cầm đùi gà tỏ vẻ nịnh bợ, kết quả cũng vô ích. Thế là anh đành phải một mình gân cổ lên nuốt hết đống gà rán, lại được cô con gái chu đáo chuẩn bị cả bia cho bố nhậu nữa. Ngày hôm sau, Yoo-ja đến thời kỳ rụng trứng. Hai người đã có hẹn trước đó, dù ngày rụng trứng xảy ra chuyện gì đều phải nắm bắt thời gian sinh con. Cho nên, Do-hun bắt đầu gửi tin nhắn điên cuồng cho Yoo-ja, chuẩn bị buổi hẹn với rượu vang. Yoo-ja vốn không định trả lời, nhưng hôm nay là ngày mất của mẹ chồng. Vào ngày này mỗi năm, ông Gung-su luôn nhớ đổi một bức ảnh mới cho người vợ quá cố của mình, và bảo con dâu là Yoo-ja chọn lấy một bức đẹp nhất, những bức còn lại thì đem về nhà cũng được. Sau khi trở về, cô đem những bức ảnh của mẹ chồng quá cố đến tiệm cà phê của mình. Nhưng lúc này chẳng hiểu kiểu gì, Yoo-ja cứ như sinh ra ảo giác, hình ảnh mẹ chồng trong những bức ảnh cứ như sống lại và như muốn nói với cô, hãy tha thứ cho Do-hun. Có vẻ như cô đã cảm nhận được điều gì đó, nên chần chừ một lúc, cuối cùng Yoo-ja cũng quyết định gọi điện cho chồng mình, nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đề cập đến chuyện tối nay là ngày giỗ của mẹ, nhắc nhở anh đừng tới trễ. Thấy vợ chủ động gọi cho mình, Do-hun sung sướng nhảy cẫng lên. Nhưng ngay lúc này, sau khi đã tắt máy, khuôn mặt Do-hun lập tức trở nên biến sắc, trở thành một sát thủ vô cảm lạnh lùng nhất thời đại. Chẳng còn là anh chồng nhây bữa hàng ngày, anh trực tiếp đi đến chỗ mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là một người phụ nữ, đối phương phụ trách tuyển dụng người mới cho tập đoàn lừa đảo nước ngoài, hại vô số người nhà tan cửa nát. Do-hun đến khu vui chơi, tìm thấy mục tiêu. Lúc anh chuẩn bị ra tay, thì phát hiện đối phương cũng có con gái. Do-hun nhất thời động lòng trắc ẩn, anh không thể ra tay trước mặt trẻ con, vì thế bèn tạm thời dừng nhiệm vụ. Chun-jin biết được tin tức hẹn anh ra nói chuyện, đó cũng là lý do khiến anh bỏ lỡ ngày giỗ của mẹ. Yoo-ja lập tức bùng nổ cơn tức giận lên đỉnh điểm. Do-hun lại lần nữa lấy Chun-jin làm bia đỡ đạn. Yoo-ja không thể nhịn được, liền lấy điện thoại của Do-hun gửi tin nhắn để hẹn gặp Chun-jin. Một lúc sau, chuông cửa nhà Yoo-ja vang lên. Chun-jin ôm bó hoa tươi đứng ở ngoài cửa. Không ngờ Chun-jin lại là một cô gái xinh đẹp. Do-hun biết được Chun-jin đến, lập tức sững sờ. Anh vội hỏi han sao cô lại tới đây. Cô ấy giải thích là Do-hun bảo mình đến. Chính lúc này, cơm giò heo mà Yoo-ja đặt cho em dâu cũng được đưa đến. Chun-jin liền tiện tay nhận giúp. Lúc này hình xăm lộ ra trên tay người giao hàng đã thu hút được sự chú ý của cô. Chun-jin ném thẳng hoa vào nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo ông thần shipper ban nãy. Hai người đánh nhau từ bên ngoài vào trong thang máy. Cuối cùng Chun-jin giỏi võ đã đánh gục người giao hàng. Do-hun nhận ra điều không ổn, vội liên lạc với nhóm khắc phục hậu quả, bảo họ đến giúp đưa người này đi. Hóa ra, hình xăm trên tay người giao hàng là ký hiệu của một tổ chức mafia, tội phạm truy nã quốc tế, Poseidon. Chun-jin cũng đã từng điều tra
chúng trước đây, bây giờ đối phương lại cử người đến theo dõi cô, thì chắc chắn chuyện này chưa thể dừng lại ở đây. Xử lý xong người này, Chun Jin chỉnh lại quần áo, mang theo quà cáp lên lầu. Lúc Yu Gia nhìn thấy Chun Jin là một mỹ nữ đẹp tuyệt thế, thì trong lòng ghen tức, Chun Jin sởi lởi, bảo mọi người ngồi xuống. Hành động phản khách thành chủ của Chun Jin khiến bầu không khí trở nên bối rối. Chun Jin muốn làm dịu thì Yu Gia chủ động xuất chiêu, nói ra một loạt những việc mà Do Hun đã bỏ lỡ vì công việc. Gia đình Gung Su cũng nói theo, Chun Jin cũng không phải là người giỏi ứng xử, lập tức nghĩ ra cách ứng phó, lập tức hòa khóc nói xin lỗi. Chun Jin bật khóc, dường như thế chủ động đã thuộc về cô ấy. Chun Jin quyết định đền bù cho gia đình Do Hun. Gung Su thấy bầu không khí bất ổn, vội chuyển chủ đề. Cả nhà bắt đầu uống rượu, vui vẻ. Cuối cùng, Chun Jin và Yu Gia đều uống say. Do Hun vội đưa Chun Jin rời đi. Một đêm hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc. Do Hun xem như thở phào nhẹ nhõm. Anh định thân mật với Yu Gia thì Min Seo đột nhiên chạy tới phòng họ, muốn ngủ cùng. Kế hoạch sinh em bé coi như vô ích. Cùng lúc đó, Chun Jin bắt đầu sử dụng siêu năng lực, bù đắp cho gia đình Do Hun. Đầu tiên cô giúp đỡ em dâu sắp sinh của Do Hun đặt một trung tâm ở cữ hoàn toàn mới, có thể điều dưỡng sức khỏe trước. Sau đó, cô lại giúp Gung Su đặt một cặp vé máy bay đi du lịch nước ngoài, chúc ông đại thọ 80 tuổi. Hóa ra, Gung Su tìm được bạn gái ở bên ngoài. Chun Jin dựa vào những điều này đã mua chuộc được lòng tin của cả nhà. Nhưng mọi người không biết rằng Yu Gia đã chuẩn bị tổ chức một chuyến du lịch cả nhà vào đại thọ lần thứ 80 của Gung Su. Tối đó, Yu Gia nói thông tin này cho mọi người. Gung Su tỏ vẻ rất tức giận. Nhà em dâu cũng không muốn đi, không còn sự lựa chọn nào khác. Mọi người đành nói ra chuyện của Chun Jin. Yu Gia vô cùng thất vọng, dường như Chun Jin trở thành tình địch của cô, muốn thay thế vị trí trong nhà của cô. Bên kia, Do Hun đang chấp hành nhiệm vụ. Mục tiêu lần này tên Mr. Cha là CEO của một doanh nghiệp. Anh ta bị nghi ngờ huy động bất hợp pháp, sắp chạy ra nước ngoài sống. Do Hun nắm rõ mọi dấu vết hành động của Mr. Cha, định ra tay lúc anh ta đánh tennis. Đêm đó, Do Hun đặt khách sạn ở bên cạnh sân bóng tennis, chuẩn bị trải qua một đêm với Yu Gia. Trong lúc đợi Yu Gia, Do Hun đã khoan một cái lỗ nhỏ ở trên kính phòng khách sạn, lắp ráp khẩu súng bắn tỉa luôn mang theo bên mình, ngắm chuẩn Mr. Cha ở sân bóng tennis. Sau khi điều chỉnh ống ngắm, một phát bắn trúng Mr. Cha tiễn anh ta về Tây Thiên. Lúc này, Yu Gia tới khách sạn, không ngờ cô lại thấy Chun Jin lên lầu ở sảnh khách sạn. Yu Gia đi theo phía sau, mà lúc này, Do Hun hoàn thành nhiệm vụ vẫn hoàn toàn không biết gì. Anh đang rắc cánh hoa lãng mạn trên phòng khách sạn. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Do Hun tưởng là Yu Gia đến, vội ra mở cửa. Sau khi anh nhìn thấy Chun Jin đến tìm mình bàn chuyện công việc, Chun Jin không một lời giải thích bước vào phòng, đưa thông tin nhiệm vụ tiếp theo. Do Hun tiễn Chun Jin rời đi đã nhận nhiệm vụ, sau đó bảo cô ấy nhanh chóng rời đi. Không ngờ lúc này Yu Gia bước vào phòng thì nhìn thấy hai người đang lôi kéo. Yu Gia hiểu lầm mời Chun Jin ra ngoài uống một ly. Hai người đến quầy bar uống hết ly này đến ly khác, không ai nói câu gì. Sau vài bình rượu, Chun Jin không kiên trì nổi nữa, giải thích với Yu Gia. Ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới với Do Hun thì cô ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào. Chun Jin hợp tác với Do Hun hơn 10 năm. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Chun Jin, Yu Gia cảm thấy cô ấy không nói dối. Sau khi xóa bỏ hiểu lầm, lại uống vài ly rượu, hai người từ tình địch trở thành chị em tốt. Mối quan hệ giữa Yu Gia và Do Hun cũng dịu lại. Chun Jin tiếp tục điều tra tổ chức Poseidon, phát hiện chúng có liên hệ chặt chẽ với liên minh MGD. Năm 2000, liên minh MGD đường ai nấy đi vì mâu thuẫn nội bộ. Bây giờ điều tra cho thấy chúng đoàn tụ lại ở Poseidon và thâm nhập vào Hàn Quốc. Liên minh MGD là một tổ chức tội phạm quốc tế, tham gia buôn bán ma túy và buôn bán vũ khí. Chun Jin muốn nhanh chóng xử lý càng sớm càng tốt. Thông qua cuộc thẩm vấn trước đó của nhân viên giao hàng, Chun Jin biết được có lô hàng sẽ xâm nhập vào Hàn Quốc thông qua cảng Incheon ngày mai. Kẻ phụ trách vận chuyển là một người có mật danh Dominic. Chun Jin chỉ tra ra được mật danh của hắn, thân phận cụ thể thì không rõ. Có điều, Chun Jin đã giăng lưới khắp nơi ở cảng Incheon, ngồi chờ Dominic rơi vào. Có tin đồn Dominic sẽ là một đối thủ khó đối phó. May thay Chun Jin tìm thấy bức ảnh của Dominic. Bên kia, Do Hun bắt đầu theo dõi mục tiêu mới, một vị mục sư mặt người dạ thú buôn bán trẻ em ở nhà thờ. Sau khi điều tra tung tích ông ta xong, Do Hun bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động. Tối đó Do Hun trở về nhà sớm, định sinh em bé với vợ. Không ngờ, lớp học của Min Seo tổ chức buổi đóng phim, bảo Yu Gia may trang phục biểu diễn. Lần này kế hoạch của Do Hun lại bị con gái phá vỡ. Sáng ngày hôm sau, Do Hun nhận được điện thoại từ người bạn Đức, Volvo của mình. Anh biết được đối phương sắp đến Hàn Quốc thì mời anh ấy đến trường học cùng xem buổi biểu diễn của con gái. Trước đó Do Hun đến bên ngoài nhà
nhà thờ, lắp đặt súng bắn tỉa rồi ngắm chuẩn mục sư. Khoảnh khắc sắp bóp cò, một bé gái xông vào tầm nhìn. Ngay lúc này, Chun Jin gọi điện tới yêu cầu Do-hun bắt sống mục sư. Hóa ra, Chun Jin phát hiện bức ảnh của mục sư từ trong điện thoại của người giao hàng. Cô ấy nghi ngờ có mối quan hệ nào đó giữa Dominic và mục sư. Hơn nữa với năng lực của Dominic, Chun Jin cảm thấy hắn sẽ không đến theo lộ trình mà đã xâm nhập vào Hàn Quốc từ lâu. Cho nên, Chun Jin chuẩn bị lợi dụng mục sư dụ người ra ngoài. Đợi lúc Do-hun phát hiện bất thường thì mục sư đã không còn hơi thở nữa. Anh không lo nghĩ nhiều nữa, vội chạy đến trường học. Không lâu sau, Volvo mang theo hoa tươi đến. Đáng chú ý là Volvo lại chính là sát thủ quốc tế. Chun Jin chạy tới hiện trường vụ án, xé quần áo của mục sư ra, phát hiện một hình xăm. Cô xác định ông ta từng là thành viên trong liên minh MGD. Sự việc lập tức trở nên khó bề phân biệt. Giữa Volvo và liên minh MGD có mối quan hệ gì đây? Chúng ta tạm thời không nhắc đến. Minseo biểu diễn kết thúc, cả nhà cùng đi ăn súp chạch, lại đến phòng KTV hát chúc mừng Minseo. Đợi một ngày trôi qua, Do-hun trở về nhà. Sau khi đưa con trở về phòng, muốn bắt đầu hành động sinh em bé với Yuja, đột nhiên Minseo đẩy cửa xông vào, cầm quả bóng trong tay. Hóa ra, Minseo thích một cậu bé ở trường học. Cô bé muốn lấy quả bóng có chữ ký của cha tặng cho cậu bé. Quả bóng đá này là bảo bối của Do-hun nên anh vội lắc đầu từ chối. Nếu không tặng bóng đá được, Minseo liền chuẩn bị tặng đồng hồ của Yuja. Đó là món quà mà Do-hun tặng Yuja nhân kỷ niệm 10 năm kết hôn. Yuja cũng vội vã lắc đầu. Minseo kiên trì muốn tặng quà cho cậu bé. Do-hun kéo con gái đến bên cạnh, bắt đầu làm công tác tư tưởng. Đương nhiên đêm đó cũng lỡ dở kế hoạch sinh em bé của Do-hun. Bên kia, Chun Jin trở về căn cứ điều tra thân phận của mục sư, phát hiện ông ta đúng là thành viên trong liên minh MGD. Tính cả mục sư thì đã có hơn 5 thành viên trước đây của liên minh MGD bị ám sát. Chun Jin cho rằng kẻ tình nghi số 1 của vụ án này là Dominic. Hắn ta rất có thể là kẻ thanh trừ đại diện cho liên minh mới. Còn vì sao phải giết họ, chúng ta cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định là liên minh MGD vẫn còn 2 thành viên lâu nhất ở Hàn Quốc. Cấp trên của Chun Jin bảo cô ấy nghĩ cách tìm đối phương và theo dõi. Chun Jin đã tìm được một người trong 2 tên là Kang Seok Kim. Thân phận hiện tại của đối phương là họa sĩ. Ông ta chưa từng ra ngoài. Bất kỳ giao dịch nào đều để thư ký xử lý. Chun Jin cử người theo dõi Kang Seok Kim và bảo Do-hun đến hỗ trợ, luôn luôn đề phòng Dominic xuất hiện. Hôm đó, Kang Seok Kim lần đầu tiên ra khỏi nhà, Do-hun vội chạy nhanh lên sân thượng, báo cáo vị trí đối phương cho đồng nghiệp. May mà đó chỉ là một phen hú hồn. Kang Seok Kim đến phòng trưng bày, sau khi hoạt động kết thúc thì trở về phòng trưng bày. Không ngờ đêm đó xảy ra chuyện bất ngờ, nơi xung quanh của Kang Seok Kim đột nhiên mất điện, thiết bị quan sát của Do-hun cũng rơi vào khoảng đen. Anh bảo đồng nghiệp tới kiểm tra. Kết quả ngay sau đó vang lên tiếng đồng nghiệp ngã xuống đất ở bên tai. Do-hun nhận ra tình hình không ổn, vội chạy xuống kiểm tra. Đồng nghiệp bị đánh ngất ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, anh chỉ hướng chạy của sát thủ cho Do-hun. Do-hun nhanh chóng đuổi theo, không biết rằng hung thủ đeo khẩu trang hòa vào đám đông, không rõ tung tích. May mà có máy camera ẩn trên người đồng nghiệp đã chụp lại những bức ảnh mơ hồ về sát thủ. Người này chính là Volvo. Chun Jin gửi bức ảnh này đến thành viên trong nhóm, bảo họ để ý hành tung của sát thủ. Khi Kang Seok Kim chết thì nhiệm vụ của Do-hun cũng kết thúc. Hôm nay, Do-hun mời Volvo đến nhà chơi, giới thiệu anh ấy cho người trong nhà mình. Tối đó, hai người uống rất nhiều. Trong lúc vô tình, Do-hun lấy điện thoại ra nhìn bức ảnh Volvo mà Chun Jin gửi đến. Cả người đều sững sờ. Cho đến khi tiễn Volvo về, Do-hun vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngày hôm sau, Chun Jin tìm được vị trí của Volvo, nhanh chóng cử nhóm giải quyết hậu quả đến. Do-hun cũng ở trong nhóm đó. Chỉ là không ngờ, Volvo liền bị tay súng bắn tỉa trừ khử. Khi ống kính phóng to, chúng ta phát hiện người này chính là Yuja, mà sau gáy của cô cũng có ký hiệu của liên minh MGD. Hóa ra Yuja cũng là một đặc vụ sát thủ. Còn về việc bây giờ cô thuộc tổ chức nào, tạm thời vẫn chưa rõ. Có điều theo sự đáp lại của đạo diễn, chúng ta có thể thấy rõ, lúc nhỏ Yuja dường như bị bắt vào trong trại huấn luyện gì đó, sau đó thoát ra ngoài, mà Volvo dường như cũng là một thành viên trong đó. Yuja nhìn thấy ký hiệu kia trên người Volvo, cô sợ Volvo do tổ chức cử đến nên mới ra tay. Chun Jin rất muốn tìm đến hắn. Nghĩ đến đây, Chun Jin thay quần áo ra ngoài, vào thang máy của một trung tâm thương mại, gặp một người phụ nữ thần bí. Cô nói với đối phương rằng viên đạn trở lại rồi. Nghe thấy thông tin này, người phụ nữ thần bí trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Cảnh quay đến bên Do-hun, Gung-su sắp đến đại thọ 80 tuổi rồi. Ông chuẩn bị cùng bạn gái đi du lịch ở nước ngoài. Nhưng sau khi Yuja biết được chuyện này, lo lắng đến cảm xúc của nhau, nên Gung-su tạm hoãn kế hoạch, đợi đại thọ 80 tuổi xong thì nói tiếp. Yuja hủy chuyến du lịch cùng gia đình, chuẩn bị làm một bữa thọ yến. Gung-su mời bạn gái đến tham gia. Ai ngờ bạn gái có việc không thể đi được. Gung-su không muốn bên cạnh mình vắng vẻ liền mời một đối tượng theo đuổi khác đến tham gia. Vốn mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi,
nhưng không ngờ bạn gái của Gung Su đột nhiên nói muốn tham gia đại thọ 80 tuổi của ông. Điều này khiến Gung Su hoảng loạn, ông không biết nên làm thế nào, bèn chơi trò mất tích. Cả nhà không tìm thấy Gung Su nên vô cùng lo lắng, họ sợ ông xảy ra tai nạn gì đó. Gung Su chán nản ở bên ngoài, vì sao ông lại ngoại tình chứ? Đồng thời cũng âm thầm nói rằng cả đời này ông đều được yêu thích như vậy, thật sự không đối phó được. Nhưng Gung Su không trở về nhà, lại không có nơi nào để đi. Cuối cùng ông đành cứng nhắc trở về. Yêu gia nhìn ra Gung Su dường như không muốn lãng phí thời gian tổ chức sinh nhật, liền quyết định hủy bữa tiệc, cả nhà chỉ cùng nhau ăn cơm. Mà điều này lại hợp ý của Gung Su. Do Hun nhận được nhiệm vụ mới, mục tiêu là Ku In Bo, là một sát thủ hàng đầu. Chỉ cần mục tiêu mà hắn ngắm trúng thì ngày hôm sau đối phương sẽ bị giết chết. Bình thường Ku In Bo giả trang thành thân phận thầy giáo. Do Hun đến tòa nhà nơi Ku In Bo làm việc, tiến hành theo dõi đối phương. Anh phát hiện hắn đều ngồi xe đến bến xe mỗi tối, sau đó lái xe rời đi. Do Hun tìm thấy một điểm bắn tỉa phù hợp nhất ở bến xe, chờ đợi thời cơ ra tay. Đêm đó, người phụ nữ thần bí đến nhà Chun Jin. Từ lời nói của đối phương, chúng ta biết được người phụ nữ thần bí có mật danh là Butterfly. Bà dường như cũng là thành viên của liên minh MGD. Chun Jin phụ trách bảo vệ bà, mà Butterfly từng huấn luyện một nhóm trẻ em. Để sống sót, Butterfly vứt bỏ đám trẻ. Bây giờ Butterfly rút khỏi tổ chức nhiều năm, không muốn nhúng tay vào chuyện này. Chun Jin hy vọng Butterfly có cơ hội gặp Musa thì nói hành tung của hắn cho mình. Butterfly chỉ nói một câu, sát thủ của liên minh MGD có một thói quen khi làm việc, sẽ giấu một chiếc điện thoại có lưu trữ thông tin của mục tiêu đi, để phòng trường hợp cần thiết. Sau khi nói xong câu này, Butterfly rời đi. Chun Jin muốn tìm chiếc điện thoại này, vì thế cô ấy đến phòng khách sạn mà Von Vo ở khi còn sống, tìm kiếm điện thoại. Nhưng cô không biết rằng điện thoại đã bị lấy đi mất, mà người này không phải ai khác, chính là Yuza. Lẽ nào Yuza chính là Musa mà Chun Jin nhắc đến sao? Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Chun Jin tìm kiếm vô ích, sắp xếp cấp dưới điều tra camera hành lang, nhìn thấy có người ra vào phòng này. Bên Do Hun kết thúc công việc một ngày, anh trở về công ty, xâm nhập vào văn phòng của Chun Jin, tìm thông tin tư liệu về Von Vo và biết được đối phương là thành viên của liên minh MGD. Ngày hôm sau, Do Hun đến bến xe bus lặng lẽ đợi Ku In Bo xuất hiện. Xe bus vừa vào bến, đợi sau khi hành khách xuống xe, Do Hun nổ súng bắn trúng tim đối phương, khiến đối phương ngã xuống ghế. Do Hun không yên tâm nên đi tới kiểm tra, không ngờ Ku In Bo lại giả chết, phát súng đó bắn trúng điện thoại của anh ta. Hai người lập tức đánh nhau, Do Hun nhất thời không đề phòng bị đối phương đâm vào bụng. Do Hun bị kích thích, Ku In Bo thấy mình không phải là đối thủ vội lái xe chạy trốn. May mà Do Hun đã cài đặt định vị GPS vào xe anh ta trước đó. Sau đó, Do Hun trở về công ty, Chun Jin băng bó vết thương cho anh. Vào lúc này, định vị của Ku In Bo hiển thị anh ta xuất hiện ở Osan. Do Hun muốn tiếp tục nhiệm vụ nhưng lại bị Chun Jin ngăn cản. Những chuyện còn lại do cô ấy giải quyết. Đồng thời cô cảnh cáo Do Hun đừng nhúng tay vào chuyện của Von Vo. Hóa ra, Chun Jin đã phát hiện có người khác động vào tư liệu của Von Vo. Bên Yuza nhận được một điện thoại thần bí, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Xem ra thân phận của đối phương không đơn giản, dường như có liên quan đến trại huấn luyện. Phản ứng đầu tiên khi Yuza nhận điện thoại là chạy trốn khỏi nơi ở hiện tại, nhưng cô không biết nên nói như nào với Do Hun. Yuza chạy đến công ty của Do Hun, anh vừa hay ra khỏi cửa, hai người cùng gọi taxi về nhà. Trên đường Yuza thăm dò chồng chuyện chuyển nhà, nhưng vì Do Hun quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trên xe taxi, Yuza đành tạm thời giấu chuyện này trong lòng. Hôm đó, Do Hun đến nhà của Von Vo kiểm tra, phát hiện một két bảo hiểm, liền tiện tay mang đi. Chun Jin nhận được thông tin, chỉ trích anh không nghe lệnh, Do Hun không cho là đúng, nói hai câu liền cúp điện thoại. Sở dĩ Do Hun quan tâm đến Ku In Bo như vậy là vì anh nhận ra hắn và Von Vo cùng ở một trại huấn luyện. Chỉ là Do Hun không hay biết lúc này Ku In Bo theo dõi mọi hành động của anh. Ku In Bo đổi xe mới, bắt đầu theo dõi lại Do Hun, và vào một buổi tối, hắn cầm súng chĩa vào đầu anh. Ku In Bo áp giải Do Hun lên xe, hỏi về két bảo hiểm của mình. Từ hành động của Ku In Bo, Do Hun đoán có thứ rất quan trọng trong két bảo hiểm, cho nên anh nhất định không thể giao két bảo hiểm ra. Chính lúc này, Do Hun tìm được thời cơ bắt đầu phản kích. Hai người đánh nhau ở trong xe. Cuối cùng Do Hun giỏi võ hơn, cướp súng của Ku In Bo, đánh ngất hắn, trói lại và hỏi mật mã két bảo hiểm dưới nắm đấm sắt của anh. Ku In Bo nói ra mật mã két bảo hiểm, bên trong có một đống tiền mặt, còn có một cuốn sổ, bên trong ghi chép những nhiệm vụ mà hắn từng thực hiện. Không ngờ Do Hun còn tìm được tên của Chun Jin trong cuốn sổ. Có điều cô ấy không phải là mục tiêu, mà là người thuê. Bên kia, người đàn ông gọi điện cho Yuza đã đặt chuyến bay sớm nhất trở về Hàn Quốc. Do sống ở nước ngoài quá lâu, anh không hiểu quy tắc ở Hàn Quốc, đầu đầu cũng gặp khó khăn. May thay gặp được một em gái tốt bụng, dưới sự giúp đỡ của cô ấy, anh mới thuận lợi rời khỏi sân bay. Mà em gái tốt bụng này chính là vợ cũ của đồng nghiệp bị thương của Do Hun.
cô từ nước ngoài trở về thăm hỏi đồng nghiệp. Bên Chun Jin đã biết chuyện Do Hun giấu Ku In Bo đi. Đêm đó, cô liền cử cấp dưới ám sát Ku In Bo từ xa. Chun Jin đang che giấu bí mật gì đây? Liên minh MGD được nhắc đến trong 6 tập rốt cuộc là gì? Rốt cuộc Yuja đang che giấu bí mật gì? Hãy theo dõi chúng tôi để chờ đón tập tiếp theo của Family The Unbreakable Bond nhé. Ok, bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.